Phật giải nghĩa bảy giấc mơ của Ananda, tất cả đã ứng nghiệm. Trong kinh điển Phật giáo, thường bắt đầu bằng câu như thị ngã văn, nghĩa mặt chữ là như những điều ta được nghe. Chữ ngã này phần lớn được dùng để chỉ Đa Văn Đệ Nhất Anan, cũng gọi là Tôn giả Anan. Rất nhiều người đều biết rằng ông đã truyền lại chính xác những lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn tại thế và đóng góp rất lớn vào việc truyền bá Phật giáo cho hậu thế. Nhưng nhiều người lại không biết rằng khi còn sống, ông phát hiện ra kinh Phật bị sửa đổi một cách dễ dàng và mất đi ý nguyên gốc, vì thế mà ông cũng nhập Niết Bàn. 1. Thị giả thân cận của Đức Phật. Trước đó, không có người cố định cho vị trí thị giả thân cận bên Đức Phật. Thời đầu do hai đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đảm nhiệm. Về sau, các đại đệ tử của Ngài cũng lần lượt phụng sự Đức Phật. Lần này, Đức Phật muốn tìm kiếm một thị giả lâu dài. Hầu hết các đại đệ tử đều đến xin, nhưng không được chấp thuận. Lúc này, trí huệ đệ nhất Xá Lợi Phất hiểu ra rằng Đức Phật có ý muốn chọn Anan, một người thông huệ, thiện lương, biết tiến biết lùi. Hơn nữa, bằng cách giữ Anan bên mình cũng có thể giúp Ngài ấy tránh được những quấy rầy từ phụ nữ. Khi đó, Anan mới ngoài 20 tuổi, tự nhận mình không đủ tư cách và kinh nghiệm. Ông đưa ra 3 yêu cầu, rồi mới đồng ý. Một là y phục của Đức Phật, dù cũ hay mới, ông đều không mặc. Hai là nếu có tín đồ thỉnh cầu, Đức Phật tới nhận cúng dường, ông sẽ không đi theo đến đó. Ba là khi cần thiết, ông có quyền kiểm soát thời gian của bản thân. Còn lại, tất cả đều sẵn sàng phụng sự Đức Phật. Hai vị Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đã thưa những điều kiện mà Anan đưa ra lên Đức Phật. Đức Phật khen Anan là một tăng nhân có phẩm cách. Anan đưa ra những yêu cầu này là để tránh bị hiểu lầm. Ngài ấy sợ bị người khác chế giễu là vì cái ăn cái mặc nên mới nhận làm thị giả. Sau đó, Anan tận tụy phụng sự Đức Phật hơn 20 năm. Các ma nạn liên quan đến nữ giới của Anan đã giảm bớt. Ông được nghe Phật Pháp nhiều nhất, hễ nghe là không quên, và được Đức Phật khen là Đa Văn Đệ Nhất. Văn Thù Bồ Tát đã từng miêu tả Anan như thế này: tướng mạo như trăng tròn mùa thu, mắt như hoa sen thanh khiết, Phật Pháp như biển lớn rót vào tâm Anan. Anan sắp xếp và chăm sóc chu đáo cho cuộc sống hàng ngày của Đức Phật. Khi các đệ tử đến đảnh lễ, dù Đức Phật bận rộn đến mấy, Anan cũng có thể sắp xếp thời gian hợp lý cho họ, khiến mọi người đều rất hài lòng. Trong khi chờ đợi tiếp kiến Đức Phật, họ thích nói chuyện với Anan trước vì cảm thấy những lời động viên, giáo giới của Ngài dịu dàng như làn gió xuân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giải thích 7 giấc mơ cho tôn giả Anan, và những giấc mơ này báo trước về tương lai, cũng chính là thời điểm hiện nay. 2. Ngài Anan liên tục gặp ác mộng. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang giảng pháp cho vua Ba Tư Nặc ở thành Xá Vệ, Ngài phát hiện Anan ưu sầu đến mức không nói được lời nào. Khi được hỏi, Anan nói rằng ông đã gặp 7 cơn ác mộng, cảm thấy vô cùng mơ hồ, trong lòng bất an. Đức Phật hỏi Anan đã mơ thấy gì. Anan thưa: giấc mơ thứ nhất, đệ tử mơ thấy ao đầm bị cháy, ngọn lửa cuồn cuộn ngất trời. Đức Phật giải thích ngọn lửa trong ao báo trước rằng trong tương lai các tỳ kheo sẽ có ít thiện tâm, tâm tà ác phạm giới sẽ cháy rực, sẽ giết hại lẫn nhau, số lượng không kể xiết, giống như dòng nước tinh khiết trong ao biến thành hòa diệm. Giấc mơ thứ hai, con mơ thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều biến mất. Lúc này, Đức Phật đã gần 80 tuổi. Ngài nói, Anan à, không lâu nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Tất cả các đệ tử được trực tiếp nghe ta giảng pháp sẽ theo Đức Phật rời khỏi thế gian, và chúng sinh sẽ bị che mắt. Giấc mơ thứ ba, con mơ thấy các tăng nhân xuất gia rơi xuống một cái hố lớn ô uế, người tại thế gian dẫm lên đầu họ và nhảy ra ngoài. Đức Phật thở dài nói, Anan, điều này cho thấy trong tương lai, trong tâm các tỳ kheo sẽ chứa đầy sự độc ác, đố kỵ, thậm chí giết hại lẫn nhau, chặt đầu người tu đạo. Con người thế gian thấy vậy sẽ quở trách hoặc khuyên bảo, nhưng các tăng nhân lại không nghe theo. Những tăng nhân này sẽ nhập địa ngục sau khi chết, và sau này sẽ có những người không cần xuất gia mà vẫn có thể tinh tấn tu luyện, sau khi qua đời sẽ được lên thiên đàng. Giấc mơ thứ tư, con mơ thấy một khu rừng rậm, đàn lợn rừng đang xông vào, đào xới gốc cây đàn hương. Đức Phật giải nghĩa, giấc mơ này báo trước rằng
trong tương lai sẽ có người phàm đến chùa chiền phỉ báng nhà sư, phá chùa và làm tổn hại tăng nhân. Giấc mơ thứ năm, đệ tử mơ thấy đầu đội núi Tu Di nhưng lại không thấy nặng. Đức Phật nói với A Nan, điều này có nghĩa sau khi Phật Đà nhập Niết Bàn, con sẽ đắc quả vị A La Hán. Con sẽ ghi nhớ toàn bộ những lời dạy của Đức Phật và kết tập chúng thành kinh sách. Sẽ có rất nhiều người lĩnh thụ lời dạy của con và tỉnh ngộ. Con có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Giấc mơ thứ sáu, con mơ thấy voi lớn, chán ghét và vứt bỏ voi con. Đức Phật lắc đầu một cách bất lực và nói, điều này nghĩa là trong tương lai, tà kiến sẽ cường thịnh và phá hủy Phật Pháp của ta. Những người chính trực sẽ ẩn mình và không xuất hiện. Giấc mơ thứ bảy, đệ tử mơ thấy trên đầu sư tử vương có 7 sợi lông. Nó nằm chết trên mặt đất, các loại danh hoa từ trên không rải xuống đầu. Các loài thú khác vẫn khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Sau đó, thân thể sư tử phân hủy bị sâu bọ côn trùng ăn sạch. Đức Phật giải thích, điều này có nghĩa là trong 1470 năm sau, khi ta nhập Niết Bàn, hết thảy, ma quỷ không thể quấy rầy các đệ tử của ta tu luyện. Còn 7 sợi lông báo trước rằng, sau đó 700 năm nữa, các đệ tử của ta sẽ không còn tu hành theo Phật Pháp, sẽ phá bỏ giới luật, tham cầu danh lợi, dần dần phá hoại Phật Pháp từ bên trong. Phật giáo chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài, thực chất bên trong đã bị những kẻ phá hoại Phật Pháp đục ruỗng. 7 giấc mộng mà Đức Phật giải thích cho thị giả A Nan, ngoại trừ giấc mơ thứ 5, còn lại đều báo trước rằng, trong tổng cộng 2170 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo sẽ bước vào thời mạt pháp ngũ độc ác thế, tham, sân, si, ái, ố. 4 giải đáp cuối cùng. Chẳng bao lâu sau, vào năm thứ 49, sau khi Đức Phật khai ngộ, Ngài tuyên bố trước rằng sẽ nhập Niết Bàn ở giữa hai cây Sala, nằm ở thành Câu Thi Na, cách thành Ca Tỳ La Vệ 30 dặm. Mặc dù các đệ tử mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến, nhưng cuối cùng nó cũng đến. Khi ánh tịch dương xuất hiện ở chân trời phía tây, Đức Phật khoan thai nằm nghiêng mình trên chiếc giường do thị giả A Nan trải. Ngài lặng lẽ chăm chú nhìn các đệ tử trước mặt. Các đại đệ tử đều đã khai ngộ, còn A Nan chưa khai ngộ thì khóc bi thương không thành tiếng. Đức Phật nhìn A Nan với ánh mắt thương xót. A Nan à, con đừng đau buồn, duyên đến rồi lại đi, có sinh thì có diệt, có gặp gỡ thì có ly biệt, có phồn vinh thì có suy bại. Con hầu hạ ta bao năm qua, đều cam tâm chịu đựng biết bao nỗi khổ, vốn chịu không thấu. Ta sẽ dùng lực gia trì để hồi báo công đức của con. Con phải dụng tâm tu hành cho tốt, sẽ có thể sớm khai ngộ chứng quả. Rồi Đức Phật lại nói với các đệ tử khác, A Nan đã vô cùng vất vả hầu hạ ta 25 năm qua, luôn đối xử ôn hòa, khoan dung độ lượng với người khác, nghe pháp không quên. Tương lai ắt có thể tỏa sáng ở thế gian. Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng rằm treo giữa không trung, rải ánh bạc lên khắp khu rừng, các đại đệ tử đều vô cùng thương tâm, không khí ngập tràn cảm giác ly biệt. Mọi người đề nghị A Nan thỉnh cầu Đức Phật khai thị cho 4 điều. Đó là, sau khi Phật Đà nhập Niết Bàn, lấy ai làm thầy, làm sao để sống an trú, làm thế nào thu phục những tỳ kheo, không giữ giới luật, khuấy động thị phi, và kết tập kinh điển kinh sách thế nào để khơi dậy tín tâm của thế nhân. Đức Phật với nét mặt điềm tĩnh, từ tốn và hòa nhã trả lời, A Nan à, con và mọi người hãy nhớ kỹ, phải lấy giới luật làm thầy và sống an trú trong tứ niệm xứ. Nếu gặp phải những tỳ kheo xấu, hãy phớt lờ họ, họ sẽ cảm thấy cô độc và nhàm chán, rồi sẽ tự động rời đi, hoặc tự ngộ ra là phải vứt bỏ những hành vi xấu. Lời mở đầu của các kinh sách, kinh văn phải ghi câu như thị ngã văn, như những điều ta được nghe thì sẽ khiến người ta khởi được tín tâm. Các con chỉ cần làm theo pháp thì pháp thân của ta sẽ thường ở bên. Sau đó không lâu, Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là ngày 15 tháng 2 âm lịch năm 486 trước công nguyên. 3 ngày sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, A Nan rời đi, dự đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Trong 3 ngày đó, thị giả ốm liệt giường, mỗi ngày chỉ có thể uống chút canh. Ông ngày đêm tưởng nhớ Đức Phật, đau buồn không nguôi, khiến thân thể và tinh thần tàn tạ. Hơn 2 tháng sau, ông mới đi tới thành Vương Xá. Ngày hôm sau, buổi lễ bắt đầu. Vì A Nan đến muộn, nên bị tôn giả Đại Ca Diếp,
người đã được thăng lên làm trưởng đoàn tăng răn dạy và của mắng. Anan trầm mặc im lặng, không một lời biện giải. Khi đó, tôn giả Đại Ca Diếp đã chọn ra 499 vị Đại La Hán để tham gia buổi lễ. Vị trí cuối cùng, mọi người đều đề cử thị giả Anan, người luôn thân cận bên Đức Phật, người được nghe thuyết pháp nhiều và nhớ lâu. Nhưng vì chưa đắc quả vị A-La-Hán, nên Anan do dự mãi không thể quyết. Điều này đã mang lại cho Anan sự kích thích lớn, ông nỗ lực ngộ đạo suốt đêm. Khi ánh bình minh xuyên qua màn đêm, cuối cùng Anan đã chứng đắc quả vị A-La-Hán. Ngày hôm sau, khi cổng hội trường vẫn chưa mở, ông đã dùng thần thông để đi vào trước. Khi mọi người biết Anan đã chứng đắc quả vị A-La-Hán, họ rất vui mừng và lần lượt chúc mừng ông. Anan được các đại đệ tử đưa lên vị trí sư tử tòa. Ông bắt đầu tụng Như Thị Ngã Văn, đọc lại toàn bộ Phật Pháp theo trí nhớ của mình. Tất cả các tăng nhân có mặt đều như một lần nữa được nghe lời giáo huấn của Đức Phật, họ cảm động vạn phần. 20 năm sau, khi duyên đã kết, tôn giả Đại Ca Riếp đi lên bồn địa trên núi Kê Túc và đã tọa nhập định theo lời chỉ dẫn của Đức Phật, đợi Đức Phật Di Lặc xuất thế trong tương lai. Anan sau đó kế tục làm người đứng đầu tăng đoàn, được gọi là Nhị Tổ. Sau mấy chục năm rèn giũa và hoằng dương Phật Pháp, Anan đã 120 tuổi. Một hôm trên đường đi, ngài nghe một tỷ kheo trì tụng: nhân sinh hoạt bách tuế, bất kiến thủy lạo hạng, bất như sinh nhất nhật, nhi năng đắc kiến chi dịch là, cả đời sống trăm tuổi, không gặp thủy lạo hạc chẳng bằng sống một ngày mà gặp được loài kia. Thủy lạo hạc là một loại thủy điểu màu trắng, giống như con cò. Khi tôn giả Anan nghe thấy, ngài đã vô cùng kinh ngạc. Tại sao vậy? Trăm năm đời người gặp một con thủy điểu thì có ý nghĩa gì? Kỳ thực điều này không có chút quan hệ gì với Phật Pháp. Sau đó, tôn giả Từ Bi nói với vị tỳ kheo rằng ngài chính là Anan và sửa lại lời tụng niệm sai lầm kia. Tôn giả dạy nên là nhược nhân thọ bách niên, bất kiến sinh diệt pháp, bất như thọ nhất tuế, nhi đắc kiến văn chi ý là, nếu người thọ trăm tuổi không gặp pháp sinh, diệt chẳng bằng thọ một tuổi mà được gặp được nghe. Đây là cụ kinh trong Kinh Pháp Cú. Nghĩa mặt chữ là, nếu con người sống tới trăm tuổi mà không được nghe Phật Pháp thì quả là điều đáng tiếc, vậy còn chẳng bằng chỉ sống một năm nhưng được nghe Pháp. Tương tự như lời của Đức Khổng Tử rằng, chiêu văn đạo, tịch khả tử, chính là nói buổi sáng được nghe đại đạo, buổi chiều có chết cũng đáng. Vị tỳ kheo đó hoan hỉ trì tụng những lời tôn giả vừa truyền dạy. Anh trở về tự viện và nói với sư phụ của mình rằng vừa gặp được tôn giả Anan. Tôn giả cũng giúp sửa lại sai sót trong kinh văn. Nhưng không ngờ, sư phụ của anh lại nói rằng Anan là kẻ hồ đồ và rằng những gì ông dạy mới đúng là kinh văn, câu chuyện được kể trong kinh sách liên quan đến một con thủy điểu. Vị tỳ kheo đáng thương kia lại niệm theo bài cũ. Ngày hôm sau, vị tỳ kheo đó lại gặp lại ngài Anan. Tôn giả hỏi anh, sao lại sửa thành thủy lạo hạc rồi? Vị sư trẻ thành thực trả lời, sư phụ con nói là ngài giả hồ đồ rồi, nhớ sai rồi. Điều này khiến tôn giả Anan cảm thấy thất vọng sâu sắc. Ông nghĩ, Đức Phật nhập Niết Bàn chưa lâu, số người giải sai Phật Pháp đã nhiều như vậy. Ta vì chúng sinh mà tụng xuất Phật điển, ta vẫn còn tại thế mà đã nghe nhầm đồn bậy. Có thể thấy, con người thế gian chấp ngã rất sâu nặng, không tuân theo Phật Pháp. Ta ở lại thế gian này, còn có ý nghĩa gì? Anan nhớ sư phụ của mình, thậm chí nghĩ đến tất cả các huynh đệ đã lần lượt nhập diệt từ lâu, chỉ còn lại một mình ông. Như thể cả khu rừng bị đốn hạ, chỉ còn lại một cây cổ thụ, cành tàn lá rụng, không chịu nổi mưa gió. Nghĩ đến đây, Anan đã quyết đi đến Niết Bàn. Khi nghe tin tôn giả Anan sắp Niết Bàn, vì tranh giành xá lợi của ngài, quan hệ hai nước Ma Yết Đà và Tỳ Xá Ly ở bên bờ sông Hằng thuộc Ấn Độ bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Để dập tắt cuộc chiến sắp nổ ra này, tôn giả Anan dùng thần thông bay lên không trung ở giữa sông Hằng, rồi nhập diệt để xá lợi chia đều làm hai phần và phân cho hai quốc gia cúng phụng. Tấm lòng từ bi này đã khiến quốc vương hai nước cảm thấy xấu hổ, sau đó khôi phục lại mối quan hệ như xưa. Tôn giả Anan nhập Niết Bàn, công lao thuật lại kinh điển Phật giáo của ông trong lịch sử, có thể nói là phúc trạch để lại cho hậu thế, khiến những đệ tử Phật giáo đời đời sau đều hoài cảm. Mặc dù thế gian đã bước vào thời kỳ mạt Pháp, mà Phật Thích Ca Mâu Ni tiên tri từ lâu,
Nhưng may mắn thay, chúng ta vẫn còn vị Phật của tương lai, Phật Di Lặc, người sẽ mang lại sự cứu rỗi và hy vọng cho thế gian. 3. Bảy giấc mộng ứng nghiệm với thời đại hiện nay. Bảy giấc mơ của tôn giả A Nan cũng chính là lời dự ngôn cho Phật giáo trong thời mạt Pháp. Có nhiều tăng ni mang danh là đệ tử Phật, nhưng không còn tuân thủ giới luật, không theo lời dạy của Phật, cũng không còn chân chính thực tu. Họ coi thường giới luật, chạy theo danh lợi, khiến giáo pháp của Phật bị hủy hoại từ bên trong. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người rằng Phật Pháp SUI6 không phải do ngoại đạo hay do mặt Pháp, mà là do tăng ni, Phật tử mặt tâm. Thực trạng tăng lữ phá giới, tà dâm lợi dưỡng, buôn kinh bán Phật, lạm dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai, diễn ra nhan nhán khắp nơi. Còn Phật tử thì thiếu chánh kiến chánh tín, thường hay mê tín cầu xin, lại nhẹ dạ cả tin, thần thánh hóa tu sĩ xuất gia đến nỗi mù quáng, mà không phân biệt tỏ tường, bậc trơn tu với tà sư giả tu, vô tình tiếp tay, nuôi dưỡng cho tà hạnh và ma sự ngày càng phát triển ở chốn Phật môn. Tất cả tạo thành pháp nạn vô cùng nhức nhối hiện nay, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cao quý, giải thoát vốn có của đạo Phật trong mắt mọi người, từ đó thiêu rụi tín tâm, duyên lành hướng về Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề của biết bao người muốn hướng về Phật tu hành giác ngộ. Đạo Phật chỉ nhìn vào nhân tâm, chứ không nhìn vào hình thức, khoác áo thầy tu mà chẳng chân tu, thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng giống như trong Lục Tổ Đàn Kinh đã viết, thánh nhân cầu tâm bất cầu Phật, ngu nhân cầu Phật bất cầu tâm, nghĩa là bậc thánh nhân cầu tâm chẳng cầu Phật, kẻ ngu muội chỉ cầu Phật chẳng cầu tâm. Người thời nay học sai, hiểu sai và thực hành sai giáo pháp của Phật, cũng như học nhiều mà không thực hành chỉ nói suông, nên không đủ đạo lực để cứu lấy chính mình và phá trừ ngoại đạo tà kiến, nên mới khiến cho quần chúng Phật tử sanh nghi ngờ nơi Tam Bảo, mới dễ bị ngoại đạo thuyết phục bằng nhiều cách như tiền tài danh lợi, chạy theo tà kiến si mê lầm lạc trái nhân trái quả của họ. Do vậy, bổn phận của người đệ tử Phật là phải học cho kỹ về lời dạy của Đức Phật chư tổ giác ngộ đi trước và thiện tri thức cùng minh sư trong hiện tại và y như pháp mà thực hành. Đệ tử tại gia hay xuất gia, ai ai cũng làm tròn bổn phận của mình, hỗ trợ nhau, làm thiện tri thức của nhau trên con đường thật tu thật ngộ của Phật. Có như vậy thì đức hạnh của mỗi người tự lan tỏa và trang hòa khắp muôn phương, chúng sanh đều được nhờ nương lợi lạc, vững tâm, chánh tín và thành kính đối với Tam Bảo, làm đẹp cho đời cho đạo trong hiện tại và mãi tận đời vị lai. Muốn cùng nhau lăn chuyển bánh xe chánh pháp của Phật, người đệ tử Phật phải có tu đức, nghĩa là mỗi người Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia đều phải có sự thực hành và áp dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày, hơn là tin và nói suông. Xuất gia thì nỗ lực học đạo tham thiền, tầm cầu minh sư khai mở đạo nhãn, nhất tâm nơi chỗ một niệm chưa sanh, quyết làm tròn chí nguyện xuất gia ban đầu, tức thượng cầu giác ngộ, dưới hóa độ chúng sanh, lấy giác ngộ giải thoát làm mục tiêu và sự nghiệp duy nhất của đời mình. Tại gia thì chăm lo việc làm tròn bổn phận cho gia đình, xã hội và bổn phận của người Phật tử, tức là một đời quy y Phật, Pháp tăng Tam Bảo, quyết chẳng theo thầy tà bản ác, bỏ ác làm lành, giữ tâm trong sạch, thân cận chư tăng để học hỏi và trợ giúp các ngài tu đạo, hoằng pháp, lợi sinh. Mỗi bên ai nấy đều tròn bổn phận tu đức, hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau lan tỏa giới đức, thì mùi hương của đức hạnh tự tỏa khắp muôn phương, những ngọn đèn trí tuệ tự sẽ thắp sáng khắp những nẻo đường đen tối, khiến chúng sanh có chỗ nương về. Và rồi chính họ cũng tự thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của chính họ, được an vui giải thoát thật sự. Thời lượng phát sóng video của chúng tôi đến đây kết thúc. Hy vọng những thông tin chúng tôi đem đến sẽ hữu ích cho các bạn. Đừng quên ấn like, share và đăng ký để nhận những thông tin sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Chúc các bạn một ngày tốt lành.